Xin chào cô và tất cả các bạn. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Nguyễn Thành Nam và là sinh viên khóa 3 của Đại học ELX. Mã số sinh viên của tôi là ELX35. Hôm nay chúng ta quay lại trở lại bộ môn đó chính là kiểm soát cảm xúc. Và tôi sẽ nói đến chủ đề là gì? Đây là phần 1 và chúng ta còn một phần 2 nữa. Và phần 1 đầu tiên hôm nay tôi muốn nói đến đó chính là về cái phần diễn biến trên cái mặt cảm xúc. Vậy diễn biến trên mặt cảm xúc là gì? Thì sau đây chúng ta cùng trả lời câu hỏi này nhé. Diễn biến trên mặt cảm xúc đó chính là cái trạng thái mà chúng ta để cho cảm xúc nó bị trượt trong cái đường băng mà chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được. Ví dụ chúng ta đạt một cái gì đấy mà chúng ta đang hằng mong ước nó và rồi đến một ngày nó vỡ hòa ra thì chúng ta làm gì? Cười to, nói to, và tự nhiên hành động chúng ta sẽ cảm giác như kiểu muốn đi khoe cho cả thế giới biết. Đó vẫn bình thường một số người, nhưng có một số người thì đã tiết chế được. Thì đấy là cái dây chuyền cảm xúc đã bị trượt đi, và không ai có thể là, ít ai có thể là điều khiển được cái này. Hoặc nếu được kiểm đường thì cũng đã từng là làm cái này nhiều lần rồi, hoặc là ít nhất là một lần, thì sau đấy họ có kinh nghiệm thì họ mới có thể là control được cái cảm xúc của họ. Vậy diễn biến cảm xúc là gì? Diễn biến cảm xúc đó chính là cái trạng thái mà chúng ta bị mất cân bằng và chúng ta không điều khiển, cũng như là không kiểm soát của nó nữa. Diễn biến cảm xúc nó là lên xuống. Vậy có thể là ví dụ trong cái trường hợp nào nữa? Ví dụ như nhà chúng ta có chuyện buồn, chúng ta cảm thấy là bị sốc hoặc là stress chẳng hạn, thì chúng ta cảm thấy là rất bị nặng nề, cũng như là cảm thấy rất mệt mỏi và muốn được cái gì đấy ở bên cạnh hỗ trợ cho mình. Thì đấy là cái lý do vì sao mà chúng ta cảm thấy là buồn, và sau đấy nó kéo theo cả ngày dài. Ví dụ ngày chúng ta buồn, mấy ngày chúng ta buồn, hàng giờ chúng ta buồn, đến có khi là cả tuần chúng ta buồn. Thì cái diễn biến cảm xúc đấy đó chính là làm cho chúng ta không control được cái cảm xúc của chính mình nữa, và làm cho chúng ta trượt theo một cái đường băng như vậy, hoàn toàn chúng ta không thể kiểm soát được. Diễn biến cảm xúc nó tóm lại đó chính là cái khả năng mà chúng ta có thể là điều tiết được nó hay là không. Diễn biến đó chính là cái khả năng mà nó tự tạo lên rồi tự mất đi, từ lên xuống liên tục. Thì đấy là cái cách có thể là để cho mọi người có thể là hiểu như nào về diễn biến cảm xúc. Thì đấy là cái khái niệm của tôi hiểu như thế đó về cái khái niệm cảm xúc. Thì rất là mong thầy cô và tất cả các bạn có thể là xem cái video này, có thể là để comment phía dưới cũng như là hỗ trợ cho tôi về cái vấn đề là làm sao tôi có thể hiểu rõ hơn về vụ này. Xin cảm ơn thầy cô và tất cả các bạn. Tôi xin hẹn.